Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Xoay Bít số 14, tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Tim Ở Đây Rất Cục Xúc. Chương thứ 25, dấu đỏ trên đầu chó. Trong thôn có người chết, tôi cũng không tiện nghe ngóng chuyện gì, đành phải quay lại nhà nghỉ, ngồi trầm tư suy nghĩ, nghĩ xem làm cách nào để đột nhập được vào nhà bà Phùng. Đám gà con kia quả thật là lợi hại, chỉ cần có người đi vào vườn nhà bà Phùng, đám gà kia liền quay lại ngay lập tức thông báo cho bà ta. Vì thế tôi không cách nào đột nhập vào được. Nghĩ mãi mà không ra cách gì, tôi bỗng nhớ đến bác Hải. Ông ấy có thể trong khoảnh khắc sinh tử cứu tôi một mạng, hơn nữa còn có thể tìm thấy tôi khi không có một chút liên lạc trước nào, có thể chứng minh ông ấy là người có bản lĩnh. Vậy thì tại sao tôi lại không nhờ ông ấy giúp đỡ chứ? Tôi liền gọi điện thoại cho bác Hải. Bác Hải à, bác có bận không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến vài câu. Chiếu tướng, tôi thắng rồi. Sau đó mới nghe thấy giọng của bác Hải. Tiểu tử à, cậu tìm ta có việc gì? Bác Hải hình như là đang chơi cờ, hơn nữa có vẻ như vừa thắng, tâm trạng cũng khá vui vẻ. Tôi nói, bác Hải à, tôi muốn nhờ bác một việc này có được không? Việc gì thế? Bác Hải, bác có biết câu chuyện về bốn con mắt trong nhà không? Tôi vừa dứt lời, tiếng xếp quân cờ của bác Hải bỗng ngừng lại. Sau đó đầu bên kia bỗng im bặt, dường như là bác Hải đã dùng tay bịt điện thoại lại. Một lúc sau, từ đầu bên kia bác Hải nói, tiểu tử à, cậu từ đâu mà biết được chuyện bốn con mắt trong nhà vậy? Bác Hải hình như đã đi đến một nơi yên tĩnh, vì trong điện thoại tôi không nghe thấy tiếng ồn ào nữa. Tôi mới nói, người khác nói cho cháu nghe, hiện giờ cháu cần làm một việc, nhưng bốn con mắt trong nhà ấy quá là lợi hại, lần nào hành động cũng bị phát hiện. Bác Hải, bác có biết cách nào để giải quyết chuyện này không? Ngừng lại giây lát, bác Hải nói, lần sau ấy, khi cậu đến chỗ đó thì hãy dắt theo một con chó. Tôi ngạc nhiên hỏi, dắt theo một con chó là được à? Bác Hải nói tiếp, cậu dắt theo một con chó, còn việc dắt chó gì đi không quan trọng, cứ là chó là được rồi, chó cái hay chó đực đều được. Sau đó cậu tìm một con gà trống, nhớ phải là gà trống, nhổ một cọng lông trên người nó, lấy cọng lông này chấm một chấm đỏ lên người con chó. Cái chấm đỏ này chỉ cần chấm nhỏ bằng hạt cát cũng được, dùng máu tươi hay mực đỏ đều được. Về hiệu quả chắc chắn có khác biệt, nhưng cũng không lớn lắm. Đợi bác Hải nói xong hết, tôi mới hỏi, cái chấm đỏ đó đại khái là nên chấm chỗ nào vậy bác? Tùy cậu thôi, chỉ cần chấm lên đầu con chó là được. Đầu con chó to thế, chắc cậu không thể chấm nhầm lên móng chân của nó chứ? Tôi nói việc này chắc chắn là không thể rồi. Sau đó cảm ơn bác Hải, khi nào rảnh sẽ mời bác đi uống rượu. Bác Hải cười cười nói được rồi, sau đó hai người liền cúp máy. Tôi ngay lập tức chạy ra chợ, định tìm mua một cọng lông gà trống. Việc này thì quá đơn giản rồi, hầu như ai cũng ăn thịt gà, nhưng không phải ai cũng đều giết thịt gà. Lúc còn nhỏ, tôi đã từng thịt gà một lần, đặt con dao lên cổ gà, ra sức cứa, không cần cắt đứt cổ con gà, chỉ cần cứa đúng vào thực quản của nó là được. Sau đó vứt nó ra vườn không để ý nữa. Con gà bị cứa vào thực quản ấy vẫn còn vỗ cánh phành phạch, quấy tung cả cái vườn. Cuối cùng cả vườn toàn là vết máu gà. Bây giờ kinh tế đã phát triển rồi, mọi người muốn ăn thịt gà đều là đến chợ mua sẵn. Lông đều đã được làm sạch, vì thế cụ thể người ta làm lông như thế nào cũng không ai quan tâm lắm. Đến chợ, tôi không nói câu nào, móc ra 20 tệ nói với bà chủ kia, nhìn thấy gì không, chính là con gà trống này,
cái lông dài nhất trên đuôi nó. Tôi muốn mua cái đó. Bà chủ dù không hiểu tại sao lại có người đi mua lông gà, nhưng vẫn vui mừng nhận tiền của tôi. Một tay giữ chặt con gà, tay còn lại nhổ cái lông đó đưa cho tôi. Con gà trống kia đau đớn đập đập cái cánh không thôi. Cái lông gà này dài khoảng hơn 40 cm, dài gần bằng lông một con công. Trên đường về nhà nghỉ, tôi lại nghĩ làm thế nào để tìm được một con chó bây giờ. Chỉ muốn đột nhập vào nhà bà Phùng mà mua một con chó có đáng không? Đầu tiên chưa tính đến việc đáng hay không đáng, sau khi rời khỏi nhà bà Phùng làm xong việc, con chó đó thì sao? Đó chính là một vấn đề để suy nghĩ. Chuyện này suy nghĩ thật đau đầu. Tôi loanh quanh dưới lầu nhà nghỉ, mua một chai bia, ngồi xổm xuống đấy, buồn rầu hôn nguôi, uống hết ngụm này đến ngụm khác. Cũng đúng lúc tôi không còn tỉnh táo nữa, thì một con chó vàng hơi bẩn thỉu, vậy vậy cái đuôi từ từ đi về phía tôi. Đến trước mặt tôi, nó thè lưỡi ra, rớt nước miếng, liếm liếm mép nhìn chai bia trong tay tôi. Tôi bật cười nói, tiểu huynh đệ à, mày cũng uống rượu cơ à? Con chó kia không biết có phải hiểu lời tôi không, nhìn tôi sủa gâu gâu hai tiếng, vẫn nhìn chai bia trên tay tôi với ánh mắt thèm thuồng. Tôi nhìn bên cạnh, vừa may có một cái vỏ hộp mì cũ nát, bên trong có chút bẩn thỉu nhưng lại không bị thủng, để rót một chút bia cho vào cái hộp đó. Vừa đặt xuống, con chó vàng liền vẫy vẫy đuôi, lập tức chạy đến liếm sạch. Lạ thật đấy, con chó này biết uống bia thật sao? Đúng lúc đó ông chủ tiệm lại mang ra một chai bia, hình như bên trong tiệm nóng quá mới ra ngoài cửa hóng gió. Tôi liền hỏi ông ta, ông chủ à, con chó này là chó nhà ai vậy, đến bia nó cũng uống được? Đúng là thú vị thật đấy. Ông chủ tiệm là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, đi đôi tông lào, ngồi xuống cạnh tôi cười nói, không biết con chó hoang này từ đâu đến, không có ai nuôi, cũng không có ai chăn nó, chưa từng thấy nó ăn gì, nhưng cũng không chết đói, mà nó lại rất thích uống bia. Tôi cũng cười nói, con chó này thật là thú vị, cơm có thể không ăn, nhưng bia thì không thể không uống. Ông chủ nói, chúng tôi ở đây đều gọi nó là con chó rượu đấy. Mà men thì tôi biết, chứ còn chó rượu thì lần đầu tiên tôi nghe. Con chó này rất nhanh đã liếm sạch bia trong hộp mì, lúc này lại nhìn tôi vẫy đuôi. Tôi bật cười, không biết vì sao bỗng nhiên rất thích con chó này. Tôi rót toàn bộ bia còn lại cho con chó uống, nhìn dáng vẻ vui mừng của nó khiến tâm hồn của tôi như được trở lại 17 năm trước. Năm ấy tôi mới 9 tuổi, vẫn còn nhớ rất rõ. Năm đó bố tôi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền xây một căn nhà trong thôn. Nhưng nhà ở quê không giống với nhà trên thành phố, không có cửa chống trộm nên không an toàn, chỉ có cách nuôi chó trong nhà. Vấn đề chính là ở chỗ này. Nhà tôi chưa từng nuôi chó. Ban ngày công nhân làm việc, ban đêm thì vật liệu xây dựng đều bỏ tại chỗ. Vì sân vẫn chưa làm xong, bốn bề đều thông thoáng. Buổi tối bố tôi đều ngủ tại công trình, còn phải bật điện lên vì vài nghìn viên gạch xây nhà, sợ sẽ có người lấy trộm mất. Lúc đó ông tôi vẫn còn sống. Ông nói với tôi, nếu như có thể nuôi một con chó thì mọi việc dễ dàng hơn bao nhiêu. Bố tôi cũng không quan tâm. Sau đó vài ngày, khi tôi và bố ngủ trên chiếc giường giữa sân, khoảng 5 giờ sáng trời bắt đầu là mờ sáng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó giật giật ga giường, tưởng rằng là bố đã tỉnh. Đừng chắc bố tôi cũng không rảnh rỗi đến mức làm phiền tôi ngủ vào sáng sớm thế này chứ. Tôi lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, một con chó to màu vàng đang gặm cái ga giường, ra sức kéo về phía sau. Bố, bố ơi, điện này. Bố tôi cũng tỉnh dậy, cũng vui mừng lạ thường. Ông ấy giơ tay xoa xoa đầu con chó. Tôi sợ con chó sẽ cắn bố, mới nói bố cẩn thận một chút. Lúc bố tôi giơ tay ra, con chó híp mắt lại, vẫy vẫy đuôi, nhìn rất ngoan ngoãn. Bố tôi lấy dây buộc nó lại, nó hoàn toàn không phản kháng gì.
Sau này con chó đó đã ở lại nhà tôi trông nhà. Vốn dĩ đó là một niềm vui, nhưng lại khiến cho cả nhà tôi sửng sốt một phen. Con chó này thân hình to lớn, rất lanh lợi khỏe mạnh, nhưng nó lại bị câm. Không sai, từ lần đầu tiên cả nhà tôi nhìn thấy con chó này, chưa ai nghe thấy tiếng sủa của nó, ngay cả một tiếng rên khe khẽ cũng chưa từng nghe thấy. Vì sao chó lại biết trông nhà? Bởi vì tiếng sủa của nó có thể đuổi trộm, nhưng con chó này lại bị câm, vậy thì làm sao có thể trông nhà được đây? Nhưng có một con chó cũng vẫn hơn là không có. Bố tôi vẫn hàng ngày chăm chút cho nó. 3 tháng sau, nhà đã xây xong. Theo luật lệ, nhà tôi phải đốt pháo, rước thần đến. Đặc biệt là phải dùng bút lông viết lên giấy đỏ mấy dòng chữ: Khương đại công chi vị, chư thần thoái tỷ. Nghĩa là Khương Tử Nha tại đây, các vị thần thoái vị. Theo truyền thuyết, Khương Tử Nha là thần của các vị thần. Vì vậy người Trung Quốc có tục lệ dán câu đối này lên xà nhà để cầu bình an, xua đuổi tà ma. Tôi nhớ hôm đó trời mưa rất to, bố tôi đi vệ sinh, khi quay lại liền cười nói: cái con chó câm này đấy thật là thú vị. Trong 3 tháng xây nhà chưa từng sủa câu nào, giờ nhà đã xây xong nó mới sủa một tiếng. Tôi cũng cười nói: có phải là bị ướt mưa nên ốm rồi không? Bố ơi, ngày mai bố dựng cho nó cái chuồng đi. Ông tôi không ngừng hút thuốc, thở dài nói: Văn Đình à, vài ngày trước con lên thành phố làm ăn, có còn nhớ người ăn mày câm đã chết đó không? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 26, kế hoạch một lần nữa bại lộ. Bố tôi dùng mình một cái, tôi nhìn thấy rõ ràng người bố đang run lên. Bố hỏi ông: bố, sao bố lại nhớ lại cái chuyện đó vậy? Ông tôi đứng dậy nói một câu: con người sống trên đời phải làm việc tốt. Văn Đình, năm đó con làm vậy đúng không? Nói xong, ông tôi liền quay người bật ô, chậm rãi bước ra khỏi nhà. Cái người ăn mày câm này tôi có biết, lúc còn nhỏ tôi đã từng gặp. Tóc ông ta rất dài, kết thành từng búi tóc. Tôi không đoán được ông ta đã bao nhiêu tuổi. Da ông ta rất đen, râu cũng dài. Hay tìm thức ăn trong thùng rác ngoài đường ở thị trấn. Tôi nhớ rõ nhất là có một lần, mùa đông năm đó tuyết rơi rất dày, ông lão ăn xin đó đói tới mức không chịu được nữa, gần như đói đến là đi, ngồi ở lề đường ôm một viên gạch ra sức gặm, ra sức nhai. Những người trên 20 tuổi có lẽ đều biết loại gạch được nung vào những năm ấy đa số đều là màu đỏ, hơn nữa lại rất cứng, chất lượng tốt. Còn loại gạch bây giờ thì lại có màu nâu. Con đường này rất sầm uất, nào là tiệm sửa chữa điện, cửa hàng tạp hóa, chợ rau quả, hàng ăn, dân cư đông đúc. Nhưng cái ngày ấy lại không có một người nào cho ông ăn xin kia dù chỉ là một cái bánh bao. Bố mẹ tôi là thợ may, khi đang may đồ nhìn qua cửa sổ thấy người ăn mày kia. Bố tôi thấy cảnh ông ta đang ra sức gặm viên gạch, liền bước ra khỏi nhà cầm theo 2 cái bánh nướng tặng cho ông lão ăn xin. Khi quay về, trên người bố tôi rơi ra bao nhiêu là tuyết dày. Bố vừa phủi tuyết vừa nói với tôi: Bình Tử à, nếu con không chịu khó học hành thì con sẽ không có tương lai, sau này không chừng còn trở thành ăn mày nữa đấy. Chuyện này tôi nhớ rất rõ, vì tôi rất sợ một ngày nào đó cũng sẽ lang thang đầu đường xó chợ, phải gặm gạch. Thế nên khi còn đi học, thành tích đều xếp vào hạng đầu. Đó là sự thật. Mùa đông năm đó, đêm 30 Tết, cả nhà tôi đang ngồi nói chuyện, bỗng nghe thấy có người gõ cửa. Bố tôi ra mở cửa. Ông lão ăn xin đó toàn thân là tuyết trắng xóa, đứng trước cửa nhà tôi lạy hai lạy. Bố tôi đứng ngẩn người ra, biết ông lão đang chúc Tết, cười nói:
Tôi cũng chúc ông năm mới vui vẻ. Bố tôi lúc đó định mang chút đồ ăn đến cho ông ta, nhưng ông ta đã đi mất rồi. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người trên đường đều xúm lại xì xào, nói rằng người ăn mày đó đã chết, chết ngay cạnh cái thùng rác. Xác của ông ta bị phủ tuyết trắng xóa. 3 năm sau, bố tôi làm ăn tốt, kiếm được một khoản tiền, liền đưa cả nhà tôi về quê xây nhà dựng cửa. Cũng chính là lúc gặp sự việc kia, thời gian ấy đang muốn nuôi một con chó. Đúng lúc không biết từ đâu con chó ấy tự tìm đến. Nhưng con chó ấy không ngờ lại là một con chó câm. Tôi bất giác nghĩ cái đêm 3 năm trước ấy. Đêm ấy có tuyết, người ăn xin đến tìm bố tôi chúc Tết. Ngày hôm sau, ông ta đã chết trên mặt đất phủ tuyết trắng. Ngày này 3 năm sau, nhà vừa xây xong, trời cũng đổ mưa. Con chó câm bỗng nhiên sủa lên một tiếng trong màn mưa. Ngày hôm sau, nó cắn đứt dây xích, mất tích không tìm thấy đâu nữa. Lúc đó tôi còn học tiểu học, trên đường đi học về hay ngó nghiêng tìm nó. Nhưng nhiều năm qua đi, tôi vẫn chưa từng gặp lại con chó câm đó. Bà ngoại tôi rất tín Phật, bà hay thắp hương. Sau này mỗi lần nhắc đến chuyện đó, bà đều nói với bố tôi, con chó câm đó chính là đến báo ơn, làm người nên nhớ phải làm thật nhiều việc thiện. Bố tôi trình độ học vấn không cao, tôi nghĩ câu nói đó có thể hiểu là ngẩng đầu 3 tấc có thần minh, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Con chó tôi vừa gặp rất giống với con chó năm đó tôi nuôi, nhưng con chó này không hề câm, nó vừa nãy có sủa vài tiếng mà. Tôi thở dài đứng lên chuẩn bị rời đi, nào ngờ con chó vẫn vẫy đuôi nhanh chóng đi theo tôi. Chuyện này khiến tôi hơi bối rối. Nhà nghỉ cấm cho chó vào, tôi nói, mày từ đâu đến đây thì quay lại đó đi, tao còn có việc, đừng có đùa nữa. Nhưng con chó vàng ấy vẫn đi theo tôi, đuổi thế nào cũng không đi. Tôi bỗng cười, ngồi xuống nói với nó, như này đi, người huynh đệ, 2 ngày tới ta bao mày chầu bia, nhưng mày phải giúp ta một việc, được không? Con chó chỉ im lặng nhìn tôi. Ok, mày không lên tiếng tức là đồng ý đấy nhá. Tôi quay lại quán kia, mua một chai bia, rót vào cái hộp mì tôm. Con chó lại liếm sạch. Mẹ ơi, tiểu lượng cũng khá đấy. Tôi cố ý đến một quán ăn nhỏ, lấy một chút tiết gà, sau đó nép vào một góc ít người, dùng cọng lông gà trống kia chấm một chấm đỏ lên đầu con chó. Tôi có cảm giác như là đang chấm mắt cho sư tử vậy. Có một số nhà hàng khai trương hay mời đoàn múa sư tử đến biểu diễn, sau đó thể hiện cho một buổi khởi đầu tốt đẹp. Ông chủ mang bút lông ra vẽ hết tròng mắt cho sư tử. Chấm xong chấm đỏ, tôi dắt con chó theo đụp dưới lầu nhà nghỉ. Bà Phùng vẫn như thường lệ lái chiếc xe 3 bánh đi qua. Nếu lần này có thể đột nhập thành công vào nhà bà ta thì trong một tiếng cũng có thể điều tra khá khá chuyện. Sau khi dắt con chó vào trong thôn, đến trước cửa nhà bà Phùng, tôi nói thầm, người huynh đệ, có thể chế ngự được lũ gà kia hay không phải xem bản lĩnh của mày đến đâu rồi. Đi. Tôi vẫy mạnh tay một cái như thể là tướng quân đang chỉ huy trận chiến vậy. Con chó ngồi cạnh tôi không nhúc nhích mà chỉ vẫy đuôi, như thể là chuyện này không liên quan gì đến nó cả. Mẹ nó, đại ca à, mày tôn trọng tao một chút có được không? Tôi xoa xoa đầu nó nói. Con chó há mồm ra, rớt hết cả nước miếng ra, căn bản không thèm để ý đến tôi. Được rồi, tao với mày cùng vào, như thế được chưa? Nhìn thấy tôi đứng lên, con chó đi theo tôi vào vườn của nhà bà Phùng. Vừa đến nơi, tình hình có chút gì đó không đúng lắm. Cả đàn gà con đứng trong chuồng đều đang nhìn tôi chằm chằm, như muốn ăn tôi nuốt sống. Nhưng khi nhìn thấy con chó vàng hung hãn sau lưng tôi, bỗng bị dọa hoảng sợ, chạy toán loạn, núp sâu bên trong cái lều, không dám ra ngoài. Trong đêm tối, tôi cúi đầu xuống nhìn vào con chó vàng. Sâu trong mắt nó dường như lóe lên
một tia sáng lấp lánh, có thể là do ánh trăng chiếu vào, tóm lại là khiến người ta khiếp sợ. Tuyệt vời, người huynh đệ xem ra mày không tồi chút nào. Tôi vỗ vỗ đầu nó, rồi nhanh chóng bước đến trước cửa nhà bà Phùng, nhấc ngưỡng cửa ra, chui vào bên trong. Còn con chó thì đứng yên ở bên ngoài cửa, không nhúc nhích. Tôi bật đèn điện thoại lên, soi sáng căn phòng, nhìn về phía góc tây bắc của căn phòng, bỗng nhiên giật mình. Chiếc xe ba bánh của bà Phùng bỗng nhiên đặt ở một góc trong phòng. Không lẽ bà Phùng chưa chạy ra ngoài mà đang đâm trong góc tối nào đó của căn phòng? Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh. Tự an ủi chuyện này không thể nào. Tôi rõ ràng đã thấy bà ta lái chiếc xe ba bánh rời khỏi thôn Tang Hoè. Trong căn phòng không có động tĩnh gì ngoài sự lạnh lẽo vốn dĩ của nó. Tôi cố lần theo nguồn hơi lạnh, từ từ mò mẫm, dần dần đã tìm ra nơi lạnh lẽo nhất trong căn phòng. Một cái tủ quần áo cũ kỹ màu đen, trên cái tay nắm của cửa tủ có chạm khắc vài đồng xu. Nhìn kỹ liền biết đây là đồng xu tránh gió, vì loài đồng xu này rất to. Làm như vậy chính là dùng đồng xu đuổi ma quỷ. Một số người được người già trong nhà cho mấy đồng xu kiểu như vậy, liền tận dụng làm đồ dùng trong nhà. Bởi lẽ giữa đồng xu này có một cái lỗ vuông, như vậy có thể cố định chỗ tay cầm. Tôi ngẩng đầu nhìn một lượt toàn bộ cái tủ, sao lại có cảm giác giống như một cỗ quan tài đang dựng đứng lên vậy. Trong lòng không tránh khỏi chút sợ hãi, mồ hôi đã thấm ướt hết áo. Tôi lấy hết can đảm, nghĩ chỉ cần mở cái tủ này ra thì ngay lập tức biết được tất cả bí mật của bà Phùng. Bởi vì nguồn không khí lạnh lẽo trong nhà bà Phùng chính là xuất phát từ đây. Lúc này tôi run run đưa đôi tay lên, đang chuẩn bị kéo cánh cửa tủ ra, không ngờ cánh cửa phía sau lưng bỗng kêu lên cót két. Tôi giật mình, nghĩ là bà Phùng quay lại đột xuất. Lúc này đang mở khóa cửa, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại xuống đất. Tôi định hình nhìn lại, thì ra là con chó vàng đang ngó đầu qua cái ngưỡng cửa, nhìn về phía tôi ăng ẳng kêu lên vài tiếng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang đứng như trời trồng suy nghĩ, thì bỗng nhiên từ phía đằng xa vọng lại tiếng xe ba bánh. Khoảnh khắc ấy tôi trợn tròn mắt trong bóng tối. Không đúng, bà Phùng quay lại rồi sao? Làm sao bà ta lại biết được có người đột nhập vào trong nhà chứ? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 27, Người quỷ khó phân. Tôi sốt ruột lo sợ bỏ ra khỏi nhà bà Phùng, chốt cửa nhà lại trong nháy mắt, mang theo đại hoàng cầu nhanh chân chạy đi. Chạy một hơi hơn 200 mét, xác định bà Phùng sau sẽ không phát hiện ra. Lúc này tôi mới để lại trái tim đang hoảng loạn, lòng sợ hãi nói: thật kỳ lạ, rõ ràng tôi đã phá giải được thuật bốn mắt môn đồng, vì sao lại còn... Đại hoàng cầu ngồi xổm bên cạnh tôi, há miệng chảy nước dãi, vẻ mặt như kiểu nó với tôi không hề có liên quan. Mang theo một bụng đầy nghi vấn, tôi về đến nhà nghỉ. Bây giờ thời gian mới chỉ hơn 9 giờ, phòng trừng giờ bác Hải vẫn chưa đi ngủ. Tôi liền gọi một cuộc điện thoại. Bác Hải à, bác đang nghỉ ngơi à? Bác Hải nói: không có đâu, đang nhìn người với quan sát thiên nhiên. Lại đến mùa giao phối rồi à? Tôi nói: bác Hải à, cách pháp thuật bốn mắt môn đồng mà bác dạy cho con đấy, có thể giải được không? Có thể có chỗ nào đó chuẩn bị sai sót rồi thất bại không? Bác Hải sửng sốt, một lát sau nói: đương nhiên sẽ không. Bốn mắt môn đồng, bản thể là gà, linh hồn là trẻ sơ sinh. Bất kể là gà thì vẫn là trẻ sơ sinh, bản chất vẫn sợ chó. Một khi gặp chó nhất định sẽ mất đi hiệu lực. Tại sao không hiệu nghiệm chứ?
Bác Hải cảm giác tôi không tin lắm, liền tiếp tục nói. Bốn mắt môn đồng, hai mắt có bốn tầng mí mắt, trong đó hai tầng là mí mắt gà, hai tầng kia là mí mắt của linh hồn trẻ sơ sinh. Cái này phát huy tác dụng chủ yếu là đôi mắt của trẻ sơ sinh kia. Chỉ cần dắt theo một con chó, ở trên đầu chó hiện điểm đỏ, nhất định là có ma áp sát. Đây là chân lý. Tôi nói, vậy không đúng rồi. Theo như biện pháp của bác, con đều dùng đúng rồi. Nhưng vẫn là thế. Còn suy nghĩ, bốn mắt môn đồng kia cuối cùng là có gì ma quái? Bác Hải bên kia cũng choáng, cuối cùng nói một câu. Thằng nhóc à, cuối cùng cậu muốn làm gì đây? Tôi ngắn gọn nói cho bác Hải nghe về việc tìm kiếm cát ngọc mới làm như vậy. Bác Hải ấy liền nói, cậu chờ tôi đi, ngày mai tôi qua, tôi tự mình giúp cậu. Bác Hải tự mình ra trận, việc này nhất định thành. Hôm sau, bác Hải mệt mỏi đi qua đây. Tôi đưa bác Hải tới tiệm ăn bên dưới ăn một ít. Buổi tối hai bọn tôi đứng trên lầu khách sạn, nhìn theo hướng về thôn Tang Hòe, đợi bà Phùng. Từ xa, theo ánh trăng, một bà già chạy chiếc xe ba bánh cũ nát từ thôn Tang Hòe đi ra. Tôi vỗ tay bác Hải, nhỏ giọng nói, bác Hải, người xem, người kia là bà Phùng con nói. Bác Hải lơ đãng nhìn thoáng qua, gật đầu nói, xem ra bà ấy so với tôi còn già hơn. Nói xong câu đó, bác Hải không nhìn, chỉ thấy ông ấy trong nháy mắt nghiêng mình đi khỏi. Bác Hải như con chuột dẫm vào bẫy, giật mình một lúc, đột nhiên liền chạy trở về, một phen đẩy tôi ra, toàn bộ thân mình ghé vào cửa sổ. Chỉ thấy bác Hải mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thấy quái vật, gương mặt đầy vẻ khó tin. Trong lòng tôi nói, bác Hải không phải là quen biết bà Phùng chứ? Nếu vậy thì thật là cầu huyết. Bác Hải à, bác sao vậy? Thấy bác Hải tâm tình mất thật lâu để bình phục, tôi nhỏ giọng hỏi. Bác Hải tự mình lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, chuyện này không thể nào. Ông ấy đột nhiên như hoảng loạn, luôn không ngừng tự mình lẩm bẩm. Tôi hốt hoảng hỏi, bác Hải, bác làm sao thế? Đừng làm con sợ nữa, rốt cuộc bị làm sao thế? Tôi cho rằng tinh thần bác Hải đột nhiên bị kích thích như vậy, nhất định là điên rồi. Nhưng một lúc lâu sau, bác Hải định thần lại, lau mồ hôi trên trán, đầy hoảng sợ nói, cậu chính là muốn vào nhà của bà ta. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, nhà bà ấy. Bác Hải nói, tôi có chút khát, cậu đi rót cho tôi chén nước đi. Nhà trọ này không có nước uống xa hoa, chỉ có phích nước nóng. Tôi dùng ly pha lê rót một ly nước trà cho bác Hải, lúc bưng cho ông ấy. Ông ấy không nói chuyện, chỉ vung tay lên ý bảo đem ly đặt trên bàn, mà ông ấy lại không nói một lời, ngồi ngay ngắn ở sofa. Bác Hải, bác uống trà. Tôi đem chén trà đẩy lên, nhưng bác Hải đột nhiên cười to, nói với tôi, tiểu tử à, hai ngày trước chúng ta chơi cờ tướng, cậu thua 3 ván, có phục không? Tôi sửng sốt, thầm nghĩ hình như tôi với bác Hải không có chơi cờ tướng với nhau thì phải. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Bỗng nhiên bác Hải trừng mắt, không ngừng nháy mắt với tôi, nhíu mày. Tôi lúc này mới hiểu rõ, có người đang quan sát chúng tôi. Tôi liền nói, đúng vậy, tôi không phục. Tôi ồn ào nói, bác Hải nói, không phục, vậy lại làm thêm 2 trận. Tôi làm cậu tâm phục khẩu phục, có dám không? Tôi nói, có gì mà không dám. Bác Hải cầm chén trà ở trên bàn gõ nhẹ nhẹ, mỗi lần gõ liền nói, cậu bày cờ mau lên. Tôi cũng cầm chén trà lên, ở trên bàn gõ nhẹ nói, đây đây, bác đừng nóng vội. Mọi người đều biết cờ tướng hồng hắc hai bên đều có 16 quân cờ. Bọn tôi một bên đối thoại, một bên gõ chén trà, có tầm 32 cái. Bác Hải nói, tôi đi trước, pháo rời núi. Nói xong, ông ấy lại bưng chén trà gõ nhẹ lên bàn.
mới gõ xong chén trà. Tay ông ấy cho vào chén trà, châm nước vươn tay, viết nhanh lên trên bàn hai chữ, nháy mắt ý bảo tôi xem hai chữ kia. Xong rồi. Hai chữ này có nghĩa là gì? Là bọn tôi gặp dịp chơi, có thể ngưng rồi sao? Tôi nhìn hồi lâu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thậm chí tôi nhìn về phía bác Hải có chút nóng nảy, thực sự hy vọng ông ấy có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bác Hải làm ra vẻ nói: "Tiểu tử, cậu ngây ngốc cái gì? Tới cậu đi rồi, nhanh lên, đừng có mà lãng phí thời gian." Tôi vội vội vàng vàng không ngừng gõ, nói: "Nhảy ngựa." Lúc đó tôi cũng dùng ngón tay chấm nước vẽ lên trên bàn. Ở trên bàn vẽ đại một dấu hỏi chấm, ý tứ là cuối cùng là sao vậy? Ánh mắt của bác Hải bỗng trở nên phẫn nộ, nhưng ông ấy lại dùng giọng cực kỳ sảng khoái nói: "Ra xe." Rồi sau đó lại dùng tay vẽ lên trên mặt bàn hai chữ: "Người và quỷ." Là sao? Việc mỗi một người hoặc mỗi quỷ tôi còn có thể hiểu được, chính là nói cạch vạch có người nghe lén chúng ta nói chuyện, hoặc là người hoặc là quỷ. Với một lúc người lẫn quỷ tôi thật sự không thể hiểu, mà tôi cũng không rõ lúc ấy hai chữ ấy nghĩa là gì. Bác Hải tiếp tục dùng ngón tay chấm nước vẽ một xoa hào trên đầu chữ người, một cái bên trên chữ quỷ. Không phải người cũng không phải quỷ. Trời ơi, tôi cảm giác não của mình muốn nổ tung ra. Cuối cùng chuyện này là như thế nào? Cuối cùng bọn tôi tại sao không thể nói rõ? Nếu tai vách mạch rừng, bọn tôi nhỏ giọng nói, không phải vậy là được sao? Tại sao đến nỗi ẩn nấp như này? Bác Hải chỉ nhìn thoáng qua bà Phùng, như thế nào lại thành như vậy đây? Không nói thần thần quỷ quỷ, không nói điên điên khùng khùng, chỉ nói ông ấy có chút bí hiểm. Cuối cùng là ý tứ gì? Vừa rồi là có xuất hiện cái gì biến hóa sao? Ngô Quan trên mặt tôi đều là thể hiện mau giải thích. Bác Hải vươn tay đè em áp lại, ý bảo tôi đừng nóng vội, đừng hoảng hốt. Bọn tôi lại tiếp tục nhàn nhã bộ dạng chơi cờ tướng. Lúc này bác Hải dùng ngón tay chấm nước vẽ trên bàn trà, vẽ ra một động vật. Loài này quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi mở rộng, đuôi rất nhọn và dài. Tôi trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì kinh sợ thốt lên: "Đây là bò sát, không lẽ cạch vạch có thằn lằn thành tinh? Giờ phút này giám sát bọn tôi, nghe lén chúng tôi nói chuyện, hoặc nói bà Phùng là bò sát thành tinh." "Nhanh lên đi, sao cậu luôn suy nghĩ lâu thế?" Thế tôi sửng sốt một hồi lâu, bác Hải bỗng nhiên chớp mắt với tôi, thúc giục chiếu tướng. Tôi trực tiếp hét lên. Bác Hải hoảng sợ, hắn trừng mắt thò tay đánh tôi. Tôi rút đầu lại, tôi thực sự không nghĩ đánh đố như vậy. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc, tôi sắp không chịu nổi loại tra tấn này rồi. Bác Hải đề cao âm lượng nói: "Cậu đầu đất à? Cậu nhìn kỹ đi, cậu có thể chiếu tướng được à? Mà bị cản lại rồi." Nói xong, bác Hải dùng ngón tay chấm nước, vươn tay dùng sức ở ngay đoạn đuôi, như một đao đánh xuống, chém xuống cái đuôi thằn lằn. Ý tứ là muốn nhắc nhở tôi giết chết con bò sát đó, chính là chém đứt đuôi sao? "Bác Hải, con lại chiếu tướng rồi." Tôi mặc kệ, tôi không nhịn được. Bàn cờ này tôi không thể nào tiếp tục được. Nếu cứ thế, tôi sợ tôi sẽ bị tinh thần phân liệt mất. Bác Hải bỗng nhiên tức giận đứng lên nói: "Đã nói là mã chặn lại rồi, cậu chiếu tướng kiểu gì?" "Mẹ cái tiểu tử này, cơ phẩm thật là kém, chỉ dựa vào chơi đều, về nhà đi." Nói xong, bác Hải đứng lên nhìn tôi không chớp mắt, lại xua tay ý bảo đừng nói lời nào. Ông sải bước ra khỏi cửa, lúc đóng cửa phòng lại, tôi nhìn về bàn trà, mở to mắt kinh sợ. Không đúng, bác Hải vẽ không phải vẽ bò sát.